Tỉnh Bắc Cạn bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 1. Đợt này sẽ ưu tiên tiêm hơn 2.000 liều vaccine của AstraZeneca cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương. Trong ngày đầu tiên, những người được tiêm vaccine đều có sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận phản ứng phụ. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn đã thành lập tổ thường trực sơ cấp cứu để xử lý khi có trường hợp khẩn cấp. Tất cả những người đến tiêm đều được đo thân nhiệt, khám sàng lọc và thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch theo đúng quy định. Dự kiến đến ngày 29 tháng 4, tỉnh Bắc Cạn sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine đợt 1.